Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Quen đi. Let's go. Ông ta còn 11 máu thôi. Mình sẽ cố gắng tiêu cho ông ta. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Let's go. Play. Từ cấp này thì các bạn phải đi tìm 20 chiếc túi, sau đó thì sẽ vào một căn nhà, một căn phòng màu trắng, có cánh cửa màu trắng. Tí mình sẽ chỉ cái cánh cửa đó cho các bạn biết. Rồi, và mình sẽ mở những cái ngăn kéo này ra. Ok, sang phòng tiếp theo. Let's go. Đây, khi đủ 20 chiếc túi thì các bạn sẽ vào căn phòng đó. Đang vào tầng tầng 1 rồi. Đang ở cùng tầng rồi. Đó lên tầng 2 rồi. Bên ngay mà. Bây giờ thì mình sẽ xuống dưới tầng hầm. Các bạn tìm hết tầng hầm, sau đó thì sẽ lên tầng 2.
Let's go. Ok, rồi mình sẽ phóng nhanh và đi lên luôn trên tầng 2. Let's go. Nó đang gần đây. Oh my god. Lại quay lại rồi. Các bạn phải đợi nó đi xuống, sau đó thì các bạn đi ra ngoài. Rồi, nó đang đi xuống tầng. Ok. Let's go. Rồi, đã đủ. Thì giờ assist keeps. Đây là xuống tầng hầm. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng vào căn phòng màu trắng kia. Không biết nó đang ở đâu. Ok, nó đang ở đây. Lại giữ tiếp. Các bạn sẽ cho đi đường vòng. Sau đó thì chạy thôi. Rồi, và các bạn ấn vào cái phòng căn phòng này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 3. Pendy and In The Magic. Let's go. Chapter 1. Moving picture. Okay. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Rồi, vào đây là nhận nhiệm vụ tiếp theo là ở đây thì các bạn phải đi nhặt hai cú pin. Sau đó thì sẽ lắp ráp vào đây. Let's see what you're hiding down there, old friend. Đang hoạt động cỗ máy này rồi. Khi cái này đưa lên thì cánh cửa kia sẽ mở ra. Ok. Sau đó thì vào đây để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Rồi, các bạn phải nhớ 6 món đồ. Sau đó thì các bạn nhặt 6 món đồ này vào.
Let's go. Một quyển sách đang phát sáng. Ok, món đồ thứ ba rồi. Món đồ thứ tư. Món đồ thứ năm. Ở đây là món đồ thứ 6. Đã đủ 6 món đồ. Sau đó thì các bạn sẽ vào căn phòng cũ kia và đặt 6 món đồ lên 6 cái trụ. Let's go. Wow, một con quái thú. Rồi mình sẽ đi này. Oh my god. Một chiếc rìu. Phá cái này nào. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái gần thứ tư. Slender Rila 2D. Let's go. Căn phòng thứ hai. Wow. Oh my gosh.
không hiểu sao có một con mèo trong này. Gì ở đây. Tiếp tục sang phòng tiếp theo. Cái này phải cần có chiếc chìa khóa các bạn mới vào được nhá. Đó các bạn cứ đi từng căn phòng một, sau đó thì sẽ đi từng hết từng căn phòng này, sau đó thì mình sẽ đi tìm các căn phòng khác. Ở đây thì các bạn phải dùng chiếc búa này để gỡ cái bức tường mới xây. Ok, chui sang đây rồi. Sau đó sẽ tìm tiếp. Các bạn cứ đi xung quanh và tìm tiếp tất cả những món đồ. Ở đây thì tìm 4 tờ màu giấy, thì các bạn sẽ mở ra và lấy được một đường dây điện. Sau đó lối đường dây điện đó vào. Vào đây, đây là phải có nguồn điện các bạn mới xuống dưới được. Ok, rồi, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Slender Villa, The School. Đây là một tựa game ma trong trường học, bóng ma trong trường học. Và trường học này đã bỏ hoang khá lâu rồi. Cũng không hiểu sao mình lại ở trong này. Ở đây các bạn phải đi tìm 8 món đồ. Sau đó sẽ ghép 8 món đồ đó vào trong dưới căn phòng cuối cùng. Wow, xuất hiện liên tục. Chiếc chìa khóa vẫn chưa có một món đồ nào xuất hiện ở đây. Ba căn phòng mà chưa có món đồ nào với tài chứ. Rồi ok, đi tiếp tục nào. Không có gì ở đây luôn. Đây, món đồ đầu tiên. Rồi, hồi máu rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Chiếc chìa khóa tiếp theo, ok. Đây là phòng ăn các bạn nhá. Phòng ăn rất là rộng luôn. Cũng không có một món đồ nào. Sau đó các bạn sẽ đi lan can này tiếp và tìm tiếp.
Tất cả khi đủ 8 bắt đầu, các bạn sẽ xuống dưới tầng phòng cuối cùng. Sau đó thì sẽ ghép vào rồi các bạn lại lên trên tầng 3. Trên cùng có một căn phòng. Lúc đó sẽ mở ra và các bạn sẽ ấn vào đó và các bạn sẽ thoát ra khỏi nơi này. Ấn vào đó thì xong xuôi, nó sẽ mở cái căn phòng đó ra và các bạn sẽ xuống tầng tầng 1. Thì đó các bạn mới biết được là cái nhân vật ma xuất hiện đó là ai, cái bức ảnh đó. Và lúc đó các bạn hoàn thành được game. Đây mình sẽ tìm luôn xem có đủ không. Được không? Nhiều lúc đi tìm rất nhanh cho nên nhiều lúc sẽ bị mất một vài cái mà các bạn sẽ không tìm ra được. Cho nên các bạn sẽ phải đi tìm lại gì đó. Để mình sẽ lên đây xem có cái nào ở đây không. Không có cái nào ở đây. Rồi và bây giờ thì mình sẽ xuống tầng 1 tìm tiếp. Đôi lúc nó giấu ở những cái chỗ mà các bạn rất khó nhìn. Sau đó các bạn sẽ tìm lại là chắc chắn sẽ ra. Còn một món đồ là xong. Ok rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo, It's Horror Club. New game Chapter 2. Ok, let's go. Đi luôn qua. Mình sẽ mở cánh cửa ra. Không có gì đâu. Rồi ok, một viên gạch. Tấm gỗ thì mình chưa thấy. Và mình trước tiên thì mình sẽ mở luôn cửa đá này xem như thế nào. Wow, vẫn chưa chuẩn luôn. Ok, một chiếc chìa khóa. Skip. Rồi cưa Idolwire đi. Lắp luôn cái tấm gỗ vào đây. Sau đó thì mình sẽ đặt chiếc xẻng và quay lại chỗ cũ. Let's go. Sex. Book of Shadow. The Book of Shadow. Cái này như là một cuốn sách gọi một linh hồn. Một cuốn sách bóng tối. Ok, tiếp tục. Mình sẽ quay lại chỗ cũ và đặt cuốn sách này vào chỗ hình sao kia.
skip. Rồi, lại quay lại thôi. Rồi, mình sẽ đặt bom vào ga đây. Phần 1 của tựa game It's Horror Cloud này thì các bạn sẽ tiêu diệt ông ta. Phần 2 tựa game này thì các bạn sẽ đi phá hủy cái căn cứ bí mật của ông ta. Để lời mà ông ta chuyên đánh đập tù nhân. Bắt con người về, sau đó thì đánh đập. Đó là một sở thích của ông ta. Rất là kinh khủng. Ok, đợi cái này vào. Sau đó thì mình sẽ chuồn vào đây. Đổ đi. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Peace. Quân đội để tránh vào lại. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Hospital, a kiss. Let's go. Thank you.
my god, nhảy thôi. Chạy luôn. Còn tài nhiều không lè nữa. Mình sẽ tiến lại đây. Ok. Nóc vào đây nào. Có lại vào trong tiếp. Hello. Chưa đo. Sau đó mình sẽ chạy thẳng vào trong chứ khóa này để mình cũng cởi ra. Ok. Đi tìm một món đồ gì đó. Để cho con thằng này xem có đi không. Đây rồi. Máu rồi. Và bom. Không chạy được không ạ? Ok. Đi luôn. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.